Ngân Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thì những mẫu dép mà khách đặt thì mình cũng giờ mình cũng lâu rồi mọi người. Thì mình tranh thủ làm cái hàng sỉ xong là mình lo mình làm những cái hàng này xong liền. Đó, đây và đã xong. Gò ráp xong rồi đây, sau khi ông xã mình ráp xong là ngồi may nè mọi người ơi. Đây. Từ trên mặt trọt xuống dưới đế. Đây này, mình may là ví dụ như cái lúc mà mình mổ mặt á là nó hở nè. Đó, mình mổ đây nhét qua cho gò nó hở nè. Mình may là mình may chặn luôn nè. Đây mình may rồi nè. May chặn không có hở nữa. Đó. May dưới đây. May từ đây. Đó, bây giờ là mình may mình trồng hay mình trồng chặn. Dạ. Yeah. Chọc chặn như vậy là nó khi mình mang nó cũng xuống chân và nó không có bị nước nó vô nữa mọi người, nó không có bị hở cái chỗ mổ này. Dạ. Đó, và nhà mình khi may thì cái đó mọi người thấy cọng chỉ nó to thật là to, may này ép xuống này thì không có vô nước ngõ này nữa hết. Dạ. Và đây là mẫu chữ V mà 5 phân số 43. Đó, khách đặt số 43. Và đây là mẫu đục lỗ trùm 3 chân cũng đế 5 phân. Thì cứ đế 5 phân là 215.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng là 240.000. Đó, thì ở những video trước thì mình có rất là nhiều mẫu mình giới thiệu cho mọi người. Mọi người thì cứ bấm vào đó thì sẽ xem được nhiều mẫu dép luôn nha. Và một đôi dép đó là tổng luôn phí ship là 240. Và đây là mẫu nhị ba chân. Đây. Đó. Đây là đế 2 phân rưỡi nha mọi người. Và một đôi như vậy nè là 245.000 cộng 25.000 tiền phí ship. Dạ bò, dạ con cái 6. Tổng là 270.000. Đây là màu nâu da bò dập vân cá sấu. Còn cái này là một bát màu đen. Khách đã đặt đôi 41 và đôi 39 thì cũng vẫn đế 2,5 phân, giá một đôi là 245 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng là 270.000. Đó mọi người, thì những dép đặt thì mình làm theo chân mà khách đặt. Cái nào mình có thì mình gửi liền cho khách, còn không có thì mình sẽ làm, ông xã mình sẽ làm thì vài hôm sẽ có gửi cho mọi người nha. Thì khoảng một tuần trở lại. Nhưng mà khi mình hẹn đó thì mình tranh thủ mình sắp xếp hàng sỉ xong là mình làm. Có khi là trước cái thời hạn là một tuần. Và đây là dép kẹp đế may chữ X hay mình gọi là đế may léo đó mọi người. Đó. Và khách đặt đây là hai đôi số 43. Đây là một đôi màu đen và một đôi màu nâu, da bò dập vân cá sấu, giá một đôi là 255.000 cộng 25.000 tiền phí ship, tổng là 280.000 với đế may chữ X hay mình gọi là đế may léo. Cái này mình có rất là nhiều mẫu nha mọi người. Đế may léo này là mình có quai ngang, quai chữ H, quai kẹp, quai nhị. Như mọi người có những video trước đó mọi người bấm vào đó mà xem. Thì mình có số 38, 39, 40, 41, 42. Nhưng mà ai có yêu cầu số 37 hoặc là số 43 thì 44 thì cứ gọi cho mình với số điện thoại 0363 564 582. Mình sẽ tư vấn cho mọi người rồi đo chân cụ thể rồi mình sẽ nhận và ông xã mình sẽ đóng nha mọi người. Đó. Đây, rất là đẹp luôn. Mình xin mời mọi người xem cách làm của nhà mình nha. Đây. Đây, có cái quai đã làm xong. Đây. Và còn mấy cái quai đây đi, giờ ông xã mình bôi keo nè mọi người, để nó khô rồi mới đính nó lên. Đây là quai kẹp, chút vậy mọi người ơi. Làm đây nó lâu lắm. Đó. Đây cái đầu kẹp là cái cọng dây dù thiệt là to đây nha mọi người. Đính cái này lên. Nè, đây là ông xã mình đính cái đầu mũi. Mặt
ngay mặt sau khi bôi keo để cho nó khô nha mọi người. Và bên kia là đế. Đây, và đây là tấm mặt da. Giờ sẽ của mình bắt đầu là dán cái miếng miếng mặt côn đây này vào. Đấy, mặt côn đây là dán miếng da lên trên. Đó. Đây đủ màu, màu đen, màu nâu, màu lam, màu hồng. Đấy. Quay quay kẹp để mày liếu đó, để mình dán mặt vào. Sau khi mà dán miếng da rồi vô rồi bôi keo cũng đã khô, bây giờ ông xã mình ngồi túc tắc gấp mặt. Đây mới là làm thủ công, thủ công tín hiệu. Tủ công là vậy nè, cái lần từng trúc trúc, không máy móc gì hết. Chứ cái này người ta làm công nghiệp là người ta cũng gắp bằng máy luôn. Đó là người ta họ có cái máy, họ đưa vào máy là nó chạy cái riêng quá là xong liền. Dạ. Và bên đây thì đế mình cũng đã bôi keo, giờ mình phơi ra đây. Đây nha mọi người. Sau khi gấp xong thì ông xã mình đập, đập cho nó dính lại giữa miếng da với lại cái miếng pho keo. Mày chỉ theo luôn hả? Mặt là sau khi bọc xong và quay đèn xong thì xã mình đem ra máy chèn. Quay là được chèn kỹ lưỡng trước khi gò nha mọi người. Mình làm từng bước tỉ mỉ không đó. Khi chà qua xong là chà mặt, làm đúng công đoạn, từng công đoạn dễ cho mọi người khi làm và ráp lên là đôi dép nó đẹp, nó sắc sảo. Tại vì gò mình ráp đều nó ăn tiêu hết đó mọi người, nên là đôi dép lúc nào cũng rất là đẹp. Thì công đoạn làm sắc sảo tỉ mỉ quá mà. Đó, chà. Rồi. Đó, qua chà xong. Đó, mặt. Rồi, sau khi chưa quay rồi ra mặt nào ra quay đó rồi nha mọi người. Thì máy cũng đã nắm. Rồi bây giờ là in cái logo thương hiệu của nhà mình. Đây. Đó. Tiếp tục in tiếp cái màu nâu này nè mọi người. Đây. Đây là sau khi canh qua rồi xong nha mọi người. Thì ông xã mình mổ mặt. Đây. Mổ mặt đây nè. Đó. Mổ mặt ra. Đây, mổ mặt này, đường mổ mặt này nha. Và cái như cái đế này là đế 5 phân á thì canh qua rồi mình gò ngồi luôn nha. Đó. À, như cái đế đây là may léo hay mình gọi là may chữ X thì canh quay rồi, chèn quay luôn rồi, cách đặt đầu kẹp cho nên là đục đầu kẹp này. Đây quay đã được chè, canh quay rồi mới chè nha mọi người, rồi mới gò. Đây cách đặt số 43 giờ rồi, ba đôi bốn ba. Đấy. Tay bốn ba là có khung bốn ba chứ không phải là hàng gọi dán số bốn ba. Số bốn ba mổ mặt xong thì giờ sẽ mình xỏ quay vào trong cái mặt nha mọi người. Đó, khi mà mổ cái mặt thì nó khít lắm cho nên khi mình xỏ quay thì nó hơi cực một xíu đó. Và có những cái quay không xỏ gò ngồi đây, còn những đôi xỏ thì ông xã mình cũng đã xỏ xong. Và sau khi xỏ xong thì bôi keo để khô rồi mới gò nha mọi người. Đó, khi bôi là bôi lên quay rồi bôi lên mặt kho. Đây là mình quay cho mọi người xem chi tiết rõ ràng cụ thể. Nếu mọi người thấy kênh Ngân Nga hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông
và chia sẻ rộng rãi để nhiều bà con trên mọi miền đất nước biết và sử dụng đến đúng chất liệu hàng da, hoa da, lót da và mặt da. Bây giờ thì ông xã của mình tiếp tục bôi cho xong hết cái dép đó nha mọi người ơi. Khi bôi keo xong nha mọi người, giờ ông xã mình là gò nha. Đó, mình nhằm ông xã mình gò là trước khi gò là đóng cái đinh. Đấy. Một cái ở mũi, một cái ở dưới gót. Khi nhà mình gò chuẩn phôm số nào ra số đó, 38, 39, 40, 41, 42. Còn nếu ai chân to hoặc chân nhỏ hơn thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0363 564 582. Thì lúc đó qua Zalo hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn mọi người đo chân cụ thể, rồi ông xã mình sẽ đóng. Mình sẽ hẹn mọi người trong cái thời gian là 7 ngày trở lại sẽ có dép giao cho mọi người nha. Sau khi là ông xã mình gò xong thì vạt cái chân qua đi nha mọi người. Đó, để khi ráp thì nó không có bị cộm và nó sẽ đẹp hơn, sắc sảo rồi dép hơn. Rồi, gò xong thì ông xã mình cũng gò được mấy đôi rồi. Thì bây giờ tiếp tục gò tiếp ở cái này. Đó, đây 42. Nhà mình khi mà làm quai mọi người, quai nhỏ, ví dụ 38, 39 thì mình làm cái quai nhỏ, còn 40, 41, 42 gì nữa mình làm quai lớn. Nó lớn, nó phù hợp với lại cái mặt của cái đế. Phù hợp với chiều dài, chiều cao, chiều rộng. Yeah. Đó. Giờ thì họ làm là họ làm một cỡ cho nó lợi da. Lợi da mình nhìn đôi quai vô nó khác đúng không? Nó không có đẹp. Xíu mà vô cái đôi quai vô đôi đế thiệt bự. Yeah. Dạ. Khó coi, nhìn nó xấu. Giờ tiếp tục thì gò cho xong hết cái này nha mọi người. Rồi, dép đã được gò xong đây nha mọi người. Và sau khi gò xong thì ông xã của mình bôi keo để rồi ráp. Đó, bôi keo khi ráp cái đế này là không có đường nhiễu, đường biên á mọi người. Thì cách bôi của ông xã mình là cách bôi nó khác. Đấy. Và bên này là các cái hai đôi dép kẹp này, số 43. Ông xã mình đã xỏ cái đầu kẹp vào trong. Đó, mọi người thấy cái đầu kẹp bằng dây dù không? Đó, nên rất là yên tâm. Đây là ông xã mình đã canh quai và đo chuẩn rồi. Giờ là chỉ việc bôi keo rồi ráp quai. Đấy. Rồi, sau khi bôi xong thì cũng phơi ra đây cho nó khô. Khí hậu hôm nay ở nơi mình thì nhiệt độ 18 độ C. Nhiệt độ thấp. Chắc ngang với Đà Lạt á. Đây là đế, đế mình cũng đã bôi keo mình bỏ ra này. Đó. Rồi. Sau khi bôi keo ráp thì nó cũng đã khô rồi nha mọi người. Thì ông xã của mình bây giờ bắt đầu là lò lửa bật lên. Hơ đế. Rồi tới hơ cái mặt. Sau khi hơ đủ độ nóng thì ông xã mình tiến hành ráp. Khí hậu nơi mình thì hôm nay thì mình cảm thấy lạnh mọi người, lạnh lắm. Trời âm u, không có nắng. Rồi sau khi ráp xong thì đúc khô đưa vô máy ép hơ. Ép xong nha mọi người. Rồi thì giờ ông xã của mình tiếp tục ráp. Thì chiếc đây đã ráp xong này. Đó. Mẫu này, mẫu này mình cũng thấy đẹp hết mọi người. Những mẫu mà khách đã chọn là mình thấy rất là đẹp. Đây là cái đế 5 phần. Đây ông xã mình cũng mới ráp xong hai đôi. Đây đó, mọi người nhìn này. Kẹp của đế mây léo. Rồi. Rồi những đôi dép khách đặt đã được gò ráp xong mọi người ơi. Đây. Đó, 5 phân may chữ X rồi 2 phân rưỡi. Lung tung mẫu đế. Và sau khi gò ráp xong thì đây nha mọi người, ông xã của mình ngồi may xung quanh kỹ lưỡng từ trên mặt xuống dưới đế. Đó.
may từ trên mặt xuống dưới đế luôn nha mọi người. Đây và đây, đây là đường may, vậy là cộng chỉ xếp 1 ly 2 rất là to, cuốn như này mọi người đó. Đó là may từ trên mặt xuống dưới đế là may xung quanh kỹ lưỡng nha mọi người. Đây, và sẽ mình cứ vậy và may xong xuôi hết cái này luôn. À, bây giờ thì mình xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video sau. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để thành công trong cuộc sống.